Hello, xin chào cả mọi người. Đi. Thì hôm nay chị mình sang để dẫn mình đi mua đồ cho em nhím mọi người. Em nhím một tháng ra đời rồi cho nên là phải đi mua đồ cho em nhím mọi người nha. Bây mình sẽ ra quán mua đồ nhá, xem có chọn những gì mọi người nha. Đây, cảm ơn. Làm gì? Mua siêu nhân về để mình chơi mọi người. Mình chơi mọi người. Thì bên kia đang chọn mua siêu nhân để về chơi. Đây là mu bê. Đây mà là siêu nhân. Ta đây để chọn. Chị bảo mới sinh ra cứ tháng đầu tiên tháng hai cứ gối khăn sô hoặc là gối cái khăn này để cho nó cân bằng cái mình thì mình chẳng biết chọn cái gì đâu, cho người kiểu có gì nhỉ, có kinh nghiệm à, có kinh nghiệm chọn mọi người. Đấy, khi là chị của mình, đấy là chị mình cũng vừa tói em bé xong rồi. Cho chị mình chọn, mình chẳng biết chọn đâu, mình chỉ biết đi theo sách đồ. Tí về có những cái gì mình sẽ quay cho mọi người xem tiếp mọi người nhé. Chị lấy cho em cái băng rốn này tầm độ kể cả mùa đông cũng thế mặc ít quần để quấn khăn đúng rồi. Đây cái chiếc bộ là chỉ có mốt mà đẹp. Không có cốt tông cả nhưng mà đây là hàng cốt tông mà. Hàng đẹp. Betty. Mở đầu nó sáng tí được. Không, chị là size bé nhất rồi. Đây là không phải chị có cái này đắt tiền không? Thì em có thích cái chất này không? Hay là em thích cái chất kia? Hay là chỉ cần cái bộ kia thôi? Chị thấy cái mát này. Bộ này là bao nhiêu? Bộ này của chị là 90.000 một bộ. Bộ kia là 55.000 một bộ. Lấy 1-2 bộ đấy không được? Lấy đi một bộ này lấy nhé. Trên đầu nó vứt ra ngoài rồi kìa. To ấy nhỉ. Nhưng mà nó còn có 3 tháng đầu tiên mình mặc cùng một cỡ mà. Mặc được mà không, bởi vì khi mình mặc là mình quấn phấn tán. Đây 5 bộ của em. Bao chân bao tay em lấy tầm mấy bộ? Xem 2 thôi. Chị lấy nguyên một màu vàng thôi nhé. Mất cái nọ thì lấy cái kia nhé. Hay là lấy 2 màu khác nhau? Tùy cái nào được. Được vàng được. Chị thấy khách hàng chị cứ lấy một màu cùng nhau. Nhỡ đâu mất chân này. Đấy thì mua xong rồi mọi người. Bây giờ đi về. Chào mọi phương nhé. Vâng em xin. Trẻ quá. Thôi được rồi, mình về thôi, mình quay tiếp cho mọi người xem mọi người nhá. Rồi, đi về. Đi. Đấy. Đây, cái này là cái gì? Mama này là cái gì? Bỉm. Lúc đi đẻ thì mang đi. Cái đấy là thả lót vào lúc mà mình thay bỉm có sứ, mình phải ra. Đây này, sữa. Đây, trong này, đây là một viên đúng không? Đây là một viên đúng không? Có cái lớp
em thấy đây là nó mình là mình sẽ làm chủ thiên thủ sĩ 300.000 cái gì? Không rồi, làm gì có bình nào? Thì thế là bình hơn 200 mấy cái bình. Cái bài bảo sửa mình siêu mua vào cái gì sửa mình sửa? Không phải cái tiền chủ sửa nhưng mà đấy là thành chân, nếu mà mình suốt ngày cho bằng mũi bằng sữa bình thì mình mới cần. Còn không thì luộc, như kiểu là luộc nhưng mà nước sôi đấy, xong cơm nước xong rửa bằng nước nóng này, nó sạch mà. Đừng có dùng để bát. Này, đi để đấy. Này, cầm đi mà tự tiện của mình. Nặng luôn. Xem nào, xem bé nhím tí nào. Bé nhím dạo này to lắm mọi người. Bé nhím của mình to nhanh lắm mọi người, tại vì là còn mấy nhỉ, một tháng nữa nhỉ, đúng rồi, tròn một tháng, hơn một tháng nữa thôi. Tính ra là tại vì là sự sinh là 12 tháng 12 đấy, thì bây giờ là tháng 11 rồi mọi người ạ. Đấy thì cũng nói chung là một tháng nữa thôi là đẻ rồi, cho nên là to rất là nhanh. Hôm qua mình đi siêu âm là có được 2 cân, thì chắc lúc đẻ chắc được thằng khoảng 3 cân, thấy biết được không? Tại vì mẹ nó còi á mọi người, mẹ nó bé nên là chắc em bé đẻ không bé thôi, tại vì to quá không đẻ được, phải mổ chết ấy. Đấy. Thì mình cũng đi sắm đồ, sắm linh tinh ấy, những cái thứ linh tinh. Mình may có chị mình đi sắm cùng, không là không biết sắm, tại vì chị mình cũng kiểu mới đẻ cu xong ấy, cho nên là mình cũng dùng lại được. Cái nào mà chị mình không dùng đến ấy, thì cũng dùng lại được. Nếu mà để sắm hết thì phải hết tầm khoảng 4-5 triệu đấy, nhưng mà có chị mình đi cùng thì với cả là mua cái nào cần thiết thôi thì hết có 1.7 triệu như em nhỉ, 1.7 triệu đấy. Thì gần đẻ rồi mọi người đấy, gần chào đời em bé nhím rồi, mọi người cùng chào đón em bé nhím nha.
nào các em xem nào, đứng dậy, đứng dậy to đùng hoạch luôn, to hoạch luôn, đấy nhìn này to, nhưng mà nhìn này vẫn bé, nhìn áo nhưng mà đứng thẳng lên này. Thì bình thường mà nhờ mọi người, ấy, ừ. nhớ lúc nó đạp lên nhồi lên đồ nhồi lên buồn cười nhỉ. Mới cách một tháng trước còn bé nha, bây giờ đã kiểu quạch cái này rồi đấy, xong một tháng nữa chắc lên được như này nữa nhỉ, được như thế không? Thì thế thôi, mình hôm nay mình chỉ quay video là hành trình đi mua đồ sơ sinh cho em nhím, đồ đẻ chuẩn bị đẻ đó. Thì nó chẳng có gì, nội dung là thế thôi. Thì với cả về quay thêm vlog bình tĩnh thường thường này cho nó mọi người xem nó cảm thấy nó thoải mái thôi, cho nó dài dài cho mọi người xem thoải mái thôi đấy. Thì chắc là clip của mình xong đến đây là kết thúc mọi người nhé. Thì bạn nào mà thấy clip mình hay thì xin đăng ký kênh một like để ủng hộ tiếp tục mình mọi người nha. Bây giờ thì chắc là phải bye bye tất cả mọi người, hẹn mọi người vào video tiếp theo, bye bye.